Chào mừng quý thính giả yêu quý. Rất cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành với Tôi Đọc Bạn Nghe. Đừng quên ấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị tiếp theo nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần tiếp theo của tiểu thuyết Vợ Quan, tác giả Đường Đạt Thiên. Bí quyết tặng quà. Lâm Như hết giờ làm trở về nhà ngay. Vừa nhìn đã nhận ra sắc mặt của Hứa Thiếu Phong biến sắc, liền hỏi: có phải anh bị cảm không? Sắc mặt sao khó coi thế? Hứa Thiếu Phong cười một cái rồi nói: không sao, chắc là tại mấy hôm nay việc ở cơ quan nhiều, ngủ không đủ giấc. Lâm Như nói: anh hãy nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi nấu cơm. Hứa Thiếu Phong đáp lại một tiếng rồi đi lên phòng khách, quăng mình lên chiếc ghế sofa và bật tivi lên xem. Vừa xem tivi vừa nghĩ, thực ra Lâm Như cũng rất tốt, dịu hiền, đảm đang, không khiến anh phải lo lắng. Việc to nhỏ trong gia đình lúc nào cũng xử lý rất gọn gàng, hợp lý. Có người vợ hiền như thế là do phúc anh tu từ kiếp trước mới có được. Những lúc đối diện với cô, trong lòng anh cũng thấy áy náy vô cùng, cảm thấy có lỗi với cô, càng không nên phản bội cô. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, đàn ông là thế, luôn ham thích cái mới. Vợ chồng chung sống lâu ngày, chỉ có thể trở thành tình thân, chứ chẳng thể có được sự kích thích. Cho dù nếu không phản bội cô về mặt thể xác, thì anh cũng chẳng có cách gì khiến cho Lâm Như cảm nhận được sự kích thích hoàn toàn từ anh. Cứ thế thì cơ thể anh sẽ chết dần, chết mòn. Thà thoải mái phóng khoáng một chút để bản thân cảm thấy vui vẻ. Đây là lý do Hứa Thiếu Phong an ủi bản thân mình, cũng là một phương thuốc bồi bổ anh thường dùng để điều tiết tâm trạng của mình mỗi khi cảm thấy có tội. Sau mỗi lần tự bào chữa cho mình như thế, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, tâm trạng cũng bình thản hơn. Lâm Như nấu canh trước, sau đó vo gạo nấu cơm, cuối cùng mới chuẩn bị nấu thức ăn. Lâm Như nấu nướng rất nhanh, đồ ăn cũng rất ngon. Nấu canh tốn rất nhiều thời gian, thường là nấu xong một món canh phải mất 1 đến 2 tiếng. Lâm Như sợ lâu quá Hứa Thiếu Phong sẽ không đợi được, liền nấu bát canh cà rốt với xương. Nó đơn giản và tốn ít thời gian. Ngày trước Lâm Như sống rất kỷ luật, tối nào cũng phải nấu một món canh ngon để bồi dưỡng cho con trai và chồng. Đôi khi chồng bận họp không về được cũng không lo, dù sao thì cũng có con trai thưởng thức thành quả lao động của cô. Sau này con trai đi du học, những cuộc tiếp khách của Hứa Thiếu Phong cũng ngày càng nhiều, thói quen của cô cũng bị phá vỡ. Có lúc nấu lên một món canh ngon chỉ có một mình, cô đành phải ăn bữa này không hết, lại để lại bữa sau ăn nốt. Dần dần cô cũng lười, không muốn nấu ăn nữa. Bên ngoài có hoạt động gì, cô không ngần ngại từ chối nữa, nên đi thì đi. Hôm nay tâm trạng của Lâm Như rất tốt, cô được bổ nhiệm lên chức phó chủ nhiệm. Cô sẽ cố gắng hết mình, yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn nữa, làm tốt công việc của mình trong chức vụ này. Lâm Như mặc dù là bác sĩ chính, nhưng đó chỉ là cách xưng hô trên lĩnh vực công việc. Về mặt chức vụ, cô vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, vẫn còn phải chịu sự lãnh đạo của viện trưởng và phó viện trưởng, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm. Hồi còn trẻ, cô cũng từng mơ ước được làm sếp của một bộ phận nào đó. Người khác sai bảo cô lại sai bảo người khác. Đây không chỉ là sự chuyển biến về vai trò, mà quan trọng hơn là yêu cầu về lòng tự tôn. Tuy nhiên cơ hội như thế lúc nào cũng tuột khỏi tay cô. Đành vậy, cô không làm được lãnh đạo thì làm một bác sĩ giỏi trong cơ quan cũng được, làm vợ của lãnh đạo, về nhà giúp chồng chăm con. Cuộc sống như thế đã khiến cô quen rồi. Bước qua tuổi 40, cô vốn dĩ không mơ sẽ có cơ hội thăng tiến gì cả. Không ngờ quen được Vu Quyên Tú lại mang đến niềm vui ngoài sức tưởng tượng cho cô. Không những vật hộ thân về nguyên chủ mà còn mang tới cho cô vận may trong chốn quan trường. Ra khỏi cổng chính của tỉnh, gió xuân tràn khắp đường. Cô vốn định hẹn với Hồ Thiếu Dương và Đào Nhiên cùng đi ăn cơm. Không ngờ đang định gọi điện thoại thì Hứa Thiếu Phong lại gọi điện thoại tới, nói ông ấy sẽ về nhà muộn một chút, hỏi cô khi nào thì về nhà. Cô gần như không cần suy nghĩ gì mà trả lời luôn: sau khi tan làm sẽ về nhà. Hỏi ông ấy muốn ăn gì thì cô sẽ về nấu. Hứa Thiếu Phong nói tùy cô quyết định. Đặt máy xuống, bất giác nhớ tới mẩu tin nhắn Hồ Tiểu Dương gửi cho cô trước đó không lâu. Đàn bà có năm việc uất ức. Sau khi tan làm về nhà thì vào bếp
ăn cơm xong thì lên giường, lĩnh lương xong gửi ngân hàng, đi xa nhất là tới chợ, cả đời chỉ lên một chiếc giường. Phương án sửa đổi, tan làm có thể không về nhà. Mấy giờ lên giường do bản thân quyết định, lĩnh lương xong tự mình tiêu, muốn tiêu ở đâu thì đến đó, tùy thích mặc áo mới. Xu hướng tích cực, sau khi tan làm không cần vào bếp, có thể cả đêm không lên giường. Lương của người khác đi mua đồ thời trang, lương của mình gửi ngân hàng, muốn đến đâu tự mình nghĩ. Tình nhân xếp thành hàng. Cô không nhịn được cười phá lên, nhớ đến việc Hồ Tiểu Dương ngày trước từng cười nhạo cô, nói cô là tiêu chuẩn của người phụ nữ tuân thủ 5 quy tắc này. Cô chỉ có thể cười, nói là bất đắc dĩ. Đây là số đã định cho cô, cho dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể đến được với xu hướng tích cực. Quả thật chỉ một cú điện thoại của Hứa Thiếu Phong mà cô lại hủy luôn kế hoạch đã định sẵn. Nếu Hồ Tiểu Dương biết được, cô ấy sẽ cười cho mất. Thực ra cho đi cũng là một niềm vui, còn nhận lại không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Cái này còn phải xem trái tim lúc đó đặt ở chỗ nào, càng phải xem đối tượng bạn cho đi là ai. Nếu là người bạn yêu, cho đi nhất định là một niềm hạnh phúc. Mặc dù tình yêu của cô dành cho Hứa Thiếu Phong không còn đẹp như hoa dưới trăng nữa, cũng không còn sự kích thích mạn đồng như hồi còn trẻ nữa, nhưng vẫn còn hơn là cặp vợ chồng chỉ có mối quan hệ thân tình bình thường hoặc chỉ là quan hệ ân ái nương tựa vào nhau. Nó giống như là rượu để lâu ngày trong một chiếc bình cũ, mùi vị có thể không nồng nhưng vẫn thuần khiết và lâu dài. Sau khi ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa xong, cô rất muốn kể cho Hứa Thiếu Phong nghe chuyện khiến cô vui suốt cả ngày hôm nay. Muốn cùng ông ấy chia sẻ niềm vui, thế nhưng cô vẫn chưa kịp mở miệng ra. Hứa Thiếu Phong đã nói trước, ông ấy nhắc đến chuyện tổ điều tra sự cố của tỉnh về Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn của ông để điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, còn nói ra cả những lo lắng trong lòng ông. Nhìn thấy dáng vẻ đầy tâm sự và lo âu của Hứa Thiếu Phong, trong lòng cô đột nhiên lắng xuống. Một người không có điều kiện gia đình, không có người đứng sau làm hậu thuẫn, có thể ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Đó là kết quả của ông ấy phấn đấu mấy chục năm, phải mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có được. Nếu thật sự để tuột khỏi tay trong chớp mắt, thì nửa cuộc đời về sau của Hứa Thiếu Phong coi như chẳng còn lý gì. So với việc lớn này, niềm vui của cô không đáng để đề cập tới. Trong lòng cô, Hứa Thiếu Phong là một cây đại thụ, là cây đại thụ che chở cho cô và con trai. Nếu có thể, cô thà hy sinh vị trí phó chủ nhiệm, chứ nhất định không muốn cây to này bị đổ xuống. Mà đây là hai khái niệm không hề giống nhau, không hề có quan hệ nhân quả với nhau, càng không thể lấy ra so sánh với nhau. Cô rất rõ vị trí đó của Hứa Thiếu Phong. Đối với cô, với con trai, với cả cái gia đình này là vô cùng quan trọng. Nó không chỉ thỏa mãn được lòng hư vinh của người phụ nữ, mà quan trọng hơn, nó còn hàm chứa rất nhiều phần lợi nhuận không nhìn thấy được. Chính bởi vì có nó, cô mới kiếm được khoản kha khá để đủ chu cấp cho con trai ra nước ngoài du học. Nếu cây đại thụ này thật sự đổ xuống, tất cả những khó khăn ập đến sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của con trai cô, ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình cô. Đương nhiên điều này không có nghĩa Hứa Thiếu Phong là người tham lam. Trên thực tế ông ấy không hề tham. Thời gian qua Hứa Thiếu Phong xử lý công việc rất thận trọng, chưa từng nhận hối lộ của bất cứ ai. Cô rất ngưỡng mộ mặt này của ông ấy. Một người đàn ông ôm chí lớn thực sự, nhất định phải biết nhìn xa, trông rộng, không bị dao động vì một chút lợi ích trước mắt. Chỉ có như thế mới có thể vững bước trên vị trí của mình, mới có thể đứng vững trên vị trí của mình, sau đó mới có thể từng bước leo lên vị trí cao hơn. Cô biết rất rõ, phụ nữ có thể tạo nên một người đàn ông ưu tú, cũng có thể hủy hoại một người đàn ông ưu tú. Đàn ông giống như chiếc thuyền, đàn bà như nước. Nước có thể đẩy thuyền đi, cũng có thể làm lật thuyền. Cô không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến cho Hứa Thiếu Phong bị lật đổ. Cho nên lúc nào cô cũng làm việc hết sức cẩn thận, khéo léo và có chuẩn mực. Chẳng hạn như vào dịp Tết, ở Trung Quốc có thói quen tặng lì xì. Tất cả những người đàn ông đã kết hôn đều phải lì xì cho những người đàn ông chưa kết hôn. Gặp bạn bè họ hàng đều phải tặng. Sau khi đi làm, phải tặng cho đồng nghiệp.
thậm chí là đến quán ăn còn phải tặng cho cả người phục vụ. Thông thường trong phong bao lì xì phải có 10 hoặc 20 tệ. Quan hệ tốt thì nhiều một chút, cứ thế tặng cho đến rằm tháng giêng mới thôi. Thời gian này cô nhất định phải bắt con trai ở nhà, bởi vì con trai cô không phải con cái nhà bình thường. Nó là con trai của cục trưởng, những người đến nhà chúc Tết đại đa số là cấp dưới của Hứa Thiếu Phong, hoặc là những ông chủ muốn có quan hệ làm ăn. Ngày thường không có cơ hội thể hiện nên chỉ mong có dịp, nhất định phải rộng tay một chút. Phong bao ít thì có vài trăm tệ, nhiều thì lên tới vài nghìn. Chỉ một cái Tết cũng đã kiếm được đến mấy chục nghìn. Mà loại thu nhập này vừa không lộ được, lại còn phù hợp với phong tục và truyền thống của người Trung Quốc. Để cho người nhận nó cũng cảm thấy bình yên trong lòng, và người mang tặng cũng thấy thuận tình, thuận lý, không thể để lại hậu họa về sau. Quyền lực không chỉ mang lại cho cô những mặt lợi như thế. Khi có thời cơ thích hợp, cô còn giới thiệu một số công trình cho người em rể là A Sán của mình. Như thế vừa có thể làm việc tốt cho người nhà, bản thân cô cũng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá. Vì chuyện con trai mình đi du học mà tìm được lý do chính đáng, nói là cho em họ giúp đỡ, quyền lực đã che chắn cho khoản thu nhập kín, vì thế cũng có hệ số bảo hiểm rất cao. Sở dĩ như thế, cô mới có thể lưu lại một cái danh rất đẹp với người khác. Người nào nhắc đến cô cũng đều nói cô là người không hám lợi, rất có lễ nghĩa quy củ, là một người phụ nữ học rộng hiểu cao, người vợ hiền mẹ đảm. Giờ đây khi quyền lực của Hứa Thiếu Phong gặp phải nguy kịch, lung lay nghiêng ngả, cô không thể không lo lắng, không thể không vội vã. Lâm Như nói, Thiếu Phong, liệu bây giờ còn có cách nào xoay chuyển được cục diện tình hình này không? Hứa Thiếu Phong đáp, có thì có, nhưng rất khó. Nếu có người quen với chủ nhiệm Mã của tổ điều tra sự cố, nói với ông ta một tiếng, để cho ông ấy làm qua loa, thì mọi việc có thể được giải quyết. Đấy là thượng sách. Nếu cách đó mà không được, thì trên thành phố có vị lãnh đạo chủ chốt nào có thể nói chuyện với tổ điều tra sự cố cũng được. Việc như thế này, thay đổi quá lớn. Nói là có trách nhiệm, cấp trên có thể truy cứu tới Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn, thậm chí là Phó Thị trưởng và Thị trưởng. Nhưng nếu chỉ nói là trách nhiệm trực tiếp, thì dù có truy cứu đến Trung tâm Nghệ thuật Quần chúng, thì cũng có thể chặn lại. Cô động lòng nói, hay là chúng ta tìm gặp Bí thư Uông Chính Lương? Tôi thấy Bí thư Uông Chính Lương đối đãi với mọi người rất hài hòa, cũng dễ nói chuyện, bảo ông ấy giúp sức bên trong cho một chút, ông thấy thế nào? Hứa Thiếu Phong nghĩ một lúc mới nói, nếu Bí thư Uông Chính Lương đã ra mặt nói đỡ, nhất định có thể xử lý trong việc này. Hơn nữa, làm vị lãnh đạo thành phố, ông ấy cũng không muốn để việc này trở nên to chuyện. Vấn đề là, bà tìm ông ấy chưa chắc đã thích hợp. Cô thấy có chút không đồng tình liền hỏi, tại sao? Hứa Thiếu Phong nói, bà nghĩ mà xem, bà quen Bí thư Uông Chính Lương bằng cách nào? Không phải là khi đi chữa bệnh cho Vô Quyên Tú mới quen được sao? Nếu bà lờ đi Vô Quyên Tú mà trực tiếp đi gặp Uông Chính Lương, cho dù là chuyện công hay chuyện tư, để Vô Quyên Tú thấy bà quá tham công tiếc lợi, làm không tốt còn bị phản tác dụng. Cho nên nếu tìm thì cũng chỉ có thể là tìm Vô Quyên Tú trước. Nếu bà ta đồng ý giúp, để bà ta nói lời mật ngọt trước với Bí thư Uông, đó không phải là chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có hay sao? Lâm Như lúc này mới chợt hiểu ra, nói có lý, nói rất có lý, không hổ danh là lãnh đạo, lo liệu công việc luôn cao hơn người bình thường chúng tôi. Hứa Thiếu Phong nói, lại bắt đầu rồi, chồng bà sắp nguy kịch tới nơi rồi, bà còn đùa gì nữa? Lâm Như nghiêm chỉnh nói, nguy kịch cái gì? Tôi không cho phép ông nói những lời như thế. Tôi muốn dựa vào quan hệ giữa tôi và Vô Quyên Tú. Bà ấy nói giúp tôi. Ông nói đi, ông muốn khi nào thì tôi đi gặp bà ấy. Hứa Thiếu Phong nói, hôm nay muộn quá rồi, để ngày mai hãy đi. Tốt nhất là tới nhà bà ấy. Chuyện phụ nữ với nhau, tốt nhất là nên nói khi đang làm việc nhà. Như thế càng có hiệu quả hơn. Ngoài ra, bà cũng không nên đi tay không đến nhà bà ấy. Lần trước không phải bà ấy đã tặng quà cho bà đó sao? Đến mà không có quà là thất lễ. Bà nên chuẩn bị một món quà tương tự như thế tặng cho bà ấy. Lâm Như nói, tôi cũng từng nghĩ đến nên biếu bà ấy một món quà gì đó, nhưng lại không biết nên tặng quà gì cho thích hợp với bà ấy.
Nếu quý giá quá, e rằng bà ấy không chịu nhận. Nếu không đáng giá, tôi cũng không thể mang tới được. Hơn nữa, người như bà ấy vốn đã là người trong chốn quan trường. Nếu không giữ được chừng mực, để người ta có suy nghĩ sai lệch nào đó, sau này có muốn tiếp cận nữa cũng sẽ rất khó. Hứa Thiếu Phong nói, bà nói không sai, cho nên quà tặng không được quá quen thuộc, cũng không được quá tầm thường. Nếu tặng thì nên tặng quý giá một chút, ít nhất cũng nên ở mức 450.000 tệ. Lâm Như hỏi, ông thử nói xem, tặng gì bây giờ? Tôi cũng không biết nữa, đàn bà con gái với nhau, nên tặng gì bà thật sự không biết sao? Hứa Thiếu Phong nói. Lâm Như lại nói, nếu bà ta chịu nhận, trực tiếp đưa bà ta 50.000 tệ, còn thực tế hơn là mua một món quà 80.000 tệ. Ông cũng biết, Ngô Quyên Tú là một người như thế nào mà. Trước đây tôi cũng chưa từng tiếp xúc với bà ấy, không biết bà ấy là người thế nào. Sợ nhất là mua một món quà đáng giá 100.000 tệ mang đi tặng bà ấy, lại không nhận. Đến lúc đó, vừa không thể trả lại đồ, mà còn khiến sự việc trở nên phức tạp hơn. Hoặc là bà ấy nhận, nhưng không biết, nhìn hàng cứ tưởng nó chỉ đáng giá mấy nghìn, thế thì giá trị của nó bị giảm xuống rồi. Lâm Như, thế thì phải làm thế nào? Chúng ta chưa có kinh nghiệm đối quả, lần đầu làm việc này thật không biết phải làm thế nào cho đúng. Thiếu Phong, hay là tôi mang tặng bà ấy chiếc đồng hồ vàng mà A Sán tặng tôi cho xong, đằng nào đặt trong nhà mình, cũng để trang trí, chi bằng cho nó phát huy tác dụng. Hứa Thiếu Phong giật mình, cái gì? A Sán tặng bà một chiếc đồng hồ vàng á? Tặng khi nào? Sao tôi không biết? Lâm Như nói, năm ngoái A Sán đi Hồng Kông về, đã tặng tôi một chiếc, tặng Tiểu Dương một chiếc. Tôi sợ ông lại giảng đạo lý, chính trị gì đó nên không dám nói. Hứa Thiếu Phong hỏi, nhãn hiệu gì? Lâm Như nói, là loại đồng hồ Long Zin, vẫn còn hóa đơn mua hàng và tem giá sản phẩm, giá trị cũng khá. Trên tem giá sản phẩm là 50.000 đô la Hồng Kông. A Sán sợ sau này có vấn đề gì về kỹ thuật nên đưa cả cho tôi để sau này dễ đổi. Hứa Thiếu Phong nói xen vào, loại đồng hồ Long Zin tốt thì giá lên tới hơn 100.000, thậm chí là 200, 300.000. Tặng chiếc đồng hồ này cũng được. Có điều phải bóc tem giá ra, nếu không rõ ràng quá bà ấy sẽ không nhận. Lâm Như nói, chúng ta nhờ bà ấy làm việc lớn, chút quả mọn này liệu có quá ít không? Hứa Thiếu Phong nghĩ một lát rồi nói, cứ ném đá hỏi đường trước, xem bà ấy là người như thế nào đã. Nếu bà ấy đồng ý, lần sau sẽ tặng thêm. Lần đầu tặng món quà mà quý giá, bà ấy không nhận thì biết làm thế nào? Lâm Như lúc này mới thở một hơi rồi nói, trong chốn quan trường, không cần nói tới cái gì khác, chỉ nói mỗi việc tặng quà đã có nhiều kiến thức thế này rồi. Còn phải hiểu rõ người này người kia, sau đó mới nghĩ cách tặng quà gì cho thích hợp. Đương nhiên rồi, giờ chúng ta tiếp cận với phu nhân của bí thư. Nói không chừng, những người muốn cầu xin chúng ta cũng đang tiếp cận bà. Chỉ cần ở trong vòng luân chuyển này thì không tránh khỏi việc tiếp cận người khác và bị người khác tiếp cận, muốn tránh cũng khó. Hứa Thiếu Phong nói tới đây, đột nhiên nghĩ ngợi, lần này cầu xin sự giúp đỡ của Vu Quyên Tú, liệu có phải là đúng lúc hay không? Tình cảm con người cũng giống như đồng tiền trong túi, một lần tiêu có thể sẽ mất đi vài tờ. Tiền nên tiêu ở những nơi cần thiết, tình cảm con người cũng nên dùng ở những nơi thích hợp. Chút tình cảm này đối với Quyên Tú cũng vậy, nhất định phải dùng ở nơi nên dùng, quyết không được để cho mối quan hệ này trôi đi một cách lãng phí. Anh ta đã có kế hoạch từ sớm, hy vọng tình cảm giữa Lâm Như và Quyên Tú sớm có bước tiến sâu sắc hơn. Đợi lần sau bầu phó thị trưởng lại bảo Lâm Như đi một lần nữa, không biết chừng lại có tác dụng. Nếu như lần này cầu xin bà ấy, về sau có cơ hội rồi thì không dễ gì mở miệng. Đương nhiên, chuyện này còn liên quan tới vấn đề tiếp tục mối quan hệ tình cảm sau này. Một khi nguồn tài nguyên này dùng hết thì phải kịp thời đưa ra chính sách tiếp tục về sau, bổ sung vào nguồn đầu tư tình cảm. Nếu không, cơ hội sẽ dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Cứ tiếp tục suy nghĩ này, ông cho rằng sự cố hỏa hoạn cứ đợi ngày mai xem tình hình thế nào, rồi sẽ quyết định. Nếu thực sự không cần làm phiền đến bà Quyên Tú, thì nhất định không động đến bà ấy, để dành tình cảm đó dùng cho việc về sau. Đương nhiên kế hoạch tặng quà vẫn nên tặng, không nên
lúc nhàn hạ không thắp hương, nước đến chân mới nhảy, như thế sẽ làm cho người ta nghĩ mình là người quá ham danh hoa, bổng lộc. Lâm Như nhìn dáng vẻ lao tâm khổ tứ của Hứa Thiếu Phong liền nói, ông đang nghĩ ngợi gì vậy? Hứa Thiếu Phong đáp, ngày mai bà liên lạc với Vũ Kiên Tú một chút. Nếu buổi tối bà ấy rảnh, bà cứ nói muốn đến nhà kiểm tra sức khỏe cho bà ấy, tiện mang theo quà đến tặng. Còn về việc cầu xin giúp đỡ, đợi sau buổi họp sáng ngày mai, xem tình hình thế nào, rồi quyết định tiếp. Nếu tình thế dễ xoay chuyển, tôi sẽ gọi điện cho bà chỉ tặng quà thôi, không nhờ vả. Nếu tình hình thực sự khó khăn, thì chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Nói tóm lại, trong giờ khắc khó khăn này, không được bỏ sót một mắt xích nào cả. Thêm một lần giao chiến. Chiều ngày hôm sau, cuộc họp tự kiểm điểm của Cục Văn hóa Truyền thông Nghe Nhìn diễn ra theo dự kiến. Tham gia họp, ngoài những thành viên của Đảng ủy Phòng Công vụ, còn có 4 thành viên của Tổ điều tra sự cố tỉnh. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Trung Học Văn nói với Hứa Thiếu Phong rằng cuộc họp này sẽ do ông ấy chủ trì. Hứa Thiếu Phong ngoài mặt vẫn nói đồng ý, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lo lắng bất an. Anh ta biết cuộc họp này vốn dĩ do mình chủ trì, đột nhiên lại chuyển cho phó thị trưởng. Không thể không nói là tình hình đang ngày càng gay go. Đây là một tín hiệu. Từ tín hiệu này, ông có thể nhìn thấy nguy cơ mà ông đang phải đương đầu. Thực ra nguy cơ này Vương Chính Tài đã tiết lộ với ông vào buổi sáng hôm nay. Không ngờ tình hình lại xấu tới mức ông không thể tưởng tượng được. Điều này khiến ông không lo liệu kịp. Tối hôm qua, Vương Chính Tài hẹn bạn học cũ đi ăn cơm, sau đó lại cùng nhau đi tắm hơi, mới có thể làm rõ được nội dung của bức thư nặc danh đó. Trần Nghệ Lâm là trưởng phòng trung tâm nghệ thuật quần chúng, chẳng qua cũng chỉ là một con tốt thí mạng. Kẻ đầu sỏ mở vũ trường ở trung tâm nghệ thuật quần chúng không phải ai khác mà chính là Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe Nhìn, Hứa Thiếu Phong. Anh không thể nào đùn đẩy trách nhiệm được. Vì sự minh bạch của chính nghĩa, hy vọng tổ điều tra sự cố làm một chuyến tới Cục Văn hóa Truyền thông Nghe Nhìn, điều tra làm rõ, đưa ra câu trả lời thỏa đáng với quần chúng. Hứa Thiếu Phong nghe xong cảm giác như có một luồng gió chạy dọc sống lưng, bất chợt thấy lạnh buốt. Ông lấy lại bình tĩnh rồi nói, còn gì nữa? Vương Chính Tài thấy sắc mặt của Hứa Thiếu Phong có chút bất thường, bèn vội vàng nói, không ạ, chỉ thế thôi. Đêm qua vốn dĩ tôi định gọi điện báo cho anh biết, nhưng thấy muộn quá, lúc đó cũng sắp 1 giờ sáng rồi. Tôi sợ sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi nên không gọi nữa. Hứa Thiếu Phong gật gật đầu nói, có phải là vì bức thư nặc danh đã làm thay đổi chủ ý của tổ điều tra sự cố không? Họ vốn dĩ muốn rời đi rồi, giờ lại phải điều tra lại. Vương Chính Tài nói, tình hình đúng là như thế. Hứa Thiếu Phong lại hỏi, bức thư đó là do người trong cục ta viết, cậu thấy sao? Vương Chính Tài đáp, tôi vừa nghe những nội dung này cũng nghi ngờ là người trong cục ta làm. Tôi nghĩ không phải là Trần Nghệ Lâm mà nhất định là Trương Minh Hoa. Hứa Thiếu Phong nói, khả năng Trần Nghệ Lâm viết là rất hiếm, bởi vì cậu ta biết sự việc phát sinh ngay từ ngày đầu tiên. Tôi phải ngăn chặn, sợ cậu ta và Trương Minh Hoa đối đầu nhau. Cậu ta không thể không biết đúng sai. Vương Chính Tài nói, đã như thế thì chỉ có hắn thôi. Hứa Thiếu Phong nói, Chính Tài à, đây gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Năm đó, vì tên phó cục trưởng Trương Minh Hoa đó, tôi đã nói không biết bao nhiêu lời đường mật với Trung Học Văn, tích cực đề cử hắn, không ngờ làm ơn lại mắc oán, đúng là khiến cho người ta thất vọng. Vương Chính Tài nói, cục trưởng, tôi nghĩ hắn không phải có thù oán gì với anh đâu. Chủ yếu là hắn ta thấy lóa mắt trước vị trí cục trưởng của anh thôi. Có lóa mắt thì cũng không thể làm chuyện đâm người sau lưng như vậy được. Ông ta lóa mắt trước vị trí của tôi còn lóa mắt trước vị trí của thị trưởng hay bí thư thành ủy đây này. Không thể nói bị lóa mắt là có thể làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy được. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ đã muốn tới điều tra, cũng được. Hắn phụ trách toàn bộ việc trong cục, cũng không thể thoát được trách nhiệm. Tôi mà đã không thể làm tiếp được chức này thì hắn cũng đừng hòng leo lên. Vương Chính Tài nói, anh đừng nên quá bi quan như thế. Sự tình không nghiêm trọng như anh tưởng đâu. Hứa Thiếu Phong lắc lắc đầu nói, tôi đoán bọn họ đã thông qua tỉnh ủy rồi. Nếu không, họ không thể một mạch điều tra xuống Cục Văn hóa Truyền thông Nghe Nhìn như thế được. Đúng rồi,
cậu đã điều tra ra chủ nhiệm Mã đó có sở thích gì? Vương Chính Tài nói, chỉ có một chút sở thích, đó là thích đàn bà, hơi háo sắc. Hứa Thiếu Phong gật gật đầu nói, sở thích của một người cũng là nhược điểm chí mạng của người đó. Hứa Thiếu Phong vốn còn muốn nói thêm, muốn tính kế để vị chủ nhiệm họ Mã này chui vào, sau đó nắm trong tay của mình, không lo ông ta không bỏ đi, ông ta không nói giúp ông với lãnh đạo, đến lúc đó có thể biến bị động thành chủ động. Tuy nhiên định buột miệng rồi, ông lại không nói ra, bởi vì trong giờ phút quan trọng này, ông càng phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ làm hỏng mất việc của bản thân. Sau khi Vương Chính Tài đi, ông vẫn còn nghĩ, sắp đặt cái bẫy nào cho ông ta mới ổn đây. Bảo A Sán tìm một đứa con gái đến chủ động gõ cửa, e rằng ông ta nhất định không nhận. Bảo anh bạn cũ của Vương Chính Tài, mời ông ta đi massage một chuyến. Sợ rằng anh ta còn chưa đạt được tới mức có thể mời được lãnh đạo đi massage cùng. Thứ nhất không dám mời, thứ hai là không mời được. Cài một cái bẫy cho nhân vật quan trọng như thế, không hề đơn giản. Điều này không chỉ yêu cầu về trí tuệ, mà còn phải yêu cầu về thời gian. Cuộc họp đã bắt đầu rồi. Trung Học Văn đằng hắng một tiếng. Đây là thói quen của ông ấy, mỗi lần chủ trì cuộc họp. Khi bắt đầu phát biểu, nhất định ông ấy phải ho lên một tiếng, như ngầm báo hiệu rằng ông ta sẽ phát biểu. Trung Học Văn nói, chúng ta bắt đầu họp nhé. Cuộc họp ngày hôm nay rất đặc biệt, cho nên tạm thời do tôi chủ trì. Mọi người đều rất rõ vụ hỏa hoạn vừa rồi gây ra ảnh hưởng vô cùng to lớn cho thành phố chúng ta. Tỉnh ủy rất quan trọng kết quả của tổ điều tra sự cố tỉnh. Hôm nay tổ điều tra sự cố về Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn tiến hành đi sâu điều tra làm rõ vụ việc. Bây giờ tôi xin giới thiệu cho mọi người một thành viên trong tổ điều tra sự cố. Trung Học Văn nói, đây là vị chủ nhiệm tổ điều tra, đồng chí Mã Trung Tân. Mã Trung Tân gật đầu chào mọi người. Mã Trung Tân xem chừng khoảng người hơn 40 tuổi, rất phong độ. Trung Học Văn tiếp tục giới thiệu từng người một cho đến hết mấy vị thành viên của tổ điều tra sự cố. Sau khi giới thiệu xong, mới nói tiếp, sự cố hỏa hoạn này phản ứng ban đầu của Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn chúng tôi nhằm giải quyết hậu quả vụ hỏa hoạn là rất tích cực, rất chủ động. Tạm thời không chỉ chịu trách nhiệm trong việc chủ động động viên thân nhân những gia đình người có thiệt mạng và những người bị thương, mà còn xử lý kỷ luật cách chức đối với đồng chí Trần Nghệ Lâm, người trực tiếp chịu trách nhiệm trong vụ hỏa hoạn. Những điều này đều đã được tỉnh ủy và tổ điều tra sự cố khẳng định. Nhưng điều này vẫn chưa thể chứng minh được rằng lãnh đạo của Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn chúng ta không có chút trách nhiệm nào nữa. Vụ hỏa hoạn có liên quan đến hai mạng người và có làm hại đến hơn 10 người vô can. Là đơn vị hành chính chủ quản, đương nhiên không tránh khỏi trách nhiệm. Hôm qua, trong cuộc họp của Trung tâm Học tập tỉnh ủy, tôi cũng đã làm bản kiểm điểm chính mình. Cho nên hy vọng rằng những thành viên trong cục chúng ta, đặc biệt là những vị lãnh đạo chủ chốt, nên suy nghĩ nghiêm túc, tìm ra nguyên nhân sâu xa trên lĩnh vực công việc. Trên lĩnh vực quản lý, vụ hỏa hoạn này với công tác quản lý của chúng ta và với phương hướng chiến lược của chúng ta, liệu có mối liên quan trực tiếp hay gián tiếp nào không? Tiếp sau đây, xin mời chủ nhiệm của tổ điều tra sự cố, đồng chí Mã lên phát biểu. Mã Trung Tân gật đầu với mọi người, rồi bắt đầu nói. Lúc nãy Phó Thị trưởng Trung đã nói với mọi người về mục đích của tổ điều tra sự cố chúng tôi đến Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn lần này rồi. Tôi không nhắc lại nữa. Tôi rất tán đồng với ý kiến của đồng chí Phó Thị trưởng Trung Học Văn. Những điều cần nói ở đây bao gồm hai điểm. Thứ nhất, vụ hỏa hoạn này gây ra ảnh hưởng rất lớn. Trên ủy thác cho tổ điều tra sự cố chúng tôi phải đi sâu vào điều tra, làm rõ nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những người có trách nhiệm trực tiếp gây ra sự cố này. Nhất định phải giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Nếu phải chịu trách nhiệm trước ban hành chính kỷ luật đảng thì cũng nhất định phải xử lý cho nghiêm túc, tuyệt đối không được qua loa. Nhất là việc lớn liên quan đến an toàn, tài sản và tính mạng của quần chúng nhân dân. Thái độ của chúng tôi có mặt ở đây lần này là rất rõ ràng. Cho dù có liên quan đến bất kỳ ai, vì quản lý không tốt mà dẫn đến sự cố lớn, thì cũng nhất định phải chịu trách nhiệm liên quan. Thứ hai, hy vọng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn phải có cách nhìn đúng đắn, nêu cao tinh thần tự điều tra, bắt đầu từ công tác quản lý, tìm ra nguyên nhân. Đương nhiên có một số việc không phải các anh đã chủ động,
gánh chịu rồi thì chúng tôi không chỉ ra trách nhiệm lớn của các anh trong đó. Chúng tôi xin hứa nhất định sẽ lấy sự thực làm căn cứ để đưa ra những quyết định cuối cùng của chúng tôi. Còn thái độ của các anh tốt hay không, sâu sắc hay lạnh nhạt cũng có tác dụng nhất định, làm tài liệu tham khảo trong quá trình điều tra của chúng tôi, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định nặng hay nhẹ về ý kiến xử lý của chúng tôi. Tôi nghĩ các vị có mặt ở đây đều hiểu ý tôi. Tôi chỉ nói đến đây để thời gian cho mọi người. Trung Học Văn nói, chủ nhiệm Mã đã nói rất rõ ràng rồi. Bây giờ đến lượt các đồng chí phát biểu. Ai có thể nói trước? Hứa Thiếu Phong biết nhất định là ông ấy phải nói trước. Lúc nãy nghe lời phát biểu của hai vị lãnh đạo, ông đã nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề rồi. Nhưng ông vẫn đang không ngừng khuyên răn mình, nhất định phải bình tĩnh, nhất định không được gục ngã. Trong khi Trung Học Văn tìm người nói trước, ông liền tiếp lời nói, để tôi phát biểu trước. Xảy ra sự cố nghiêm trọng như thế này là Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông nên nhìn, tôi không thể không có trách nhiệm. Mặc dù nói hôm sự cố xảy ra, tôi vẫn còn đi họp trên tỉnh. Trước khi họp thì tôi đã bàn giao toàn bộ công việc lại cho đồng chí Phó Cục trưởng Trương Minh Hoa. Đối diện với sự cố này, chúng tôi đã đưa ra những quyết định ứng phó trong thời gian nhanh nhất. Nhất là Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn chúng tôi đã bỏ tiền chi trả cho người nhà hai nạn nhân tử vong để giúp họ ổn định lại cuộc sống. Sau đó lại còn trả tiền viện phí cho những nạn nhân bị thương phải nằm trong viện, đảm bảo sự điều trị của họ không bị ảnh hưởng gì. Thứ hai là đối mặt với sự cố lớn này, chúng tôi đã tiến hành tự điều tra, tự kiểm điểm nội bộ. Thông qua thảo luận của hội nghị đảng bộ, đưa đơn từ chức của đồng chí Trần Nghệ Lâm, nguyên là trưởng ban nghệ thuật quần chúng lên, ban bí thư thành ủy, và đã được phê chuẩn. Trong việc xử lý đồng chí Trần Nghệ Lâm, chúng tôi cũng từng có những tranh luận. Một phía ý kiến cho rằng Trần Nghệ Lâm chuyển gói thầu cho ông chủ vũ trường là Hoàng Đắc Tài, có hợp đồng viết tay, cũng có công chứng của nhà nước. Hoàng Đắc Tài là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trần Nghệ Lâm không tham gia quản lý, sẽ không chịu trách nhiệm. Một ý kiến khác thì cho rằng Trung tâm nghệ thuật quần chúng không nên cho người khác thuê tầng hầm và đại sảnh để mở vũ trường, cho nên nhất định phải truy cứu trách nhiệm của họ. Xét theo tình hình này thì chúng ta nên xuất phát từ đại cục, theo mục đích xử lý nghiêm túc, rút ra bài học, đưa ra quyết định cách chức đồng chí Trần Nghệ Lâm. Bản thân tôi cảm thấy đối với sự cố lần này, khi đó chúng ta không nên thảo luận việc đồng chí Trần Nghệ Lâm có nên cho thuê Trung tâm nghệ thuật quần chúng làm vũ trường hay không. Nếu nói có trách nhiệm thì trách nhiệm chính là ở đây. Đương nhiên vụ hỏa hoạn này là không ai ngờ tới được. Nếu có thể ngờ tới được thì chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Nếu có đồng ý thì Trần Nghệ Lâm cũng không cho mướn thầu. Giờ chúng tôi đã xử phạt Trần Nghệ Lâm, mặc dù anh ta vẫn kêu oan, nhưng cũng không còn cách nào. Ai bảo sự cố hỏa hoạn xảy ra trong phạm vi anh ta tiếp quản. Nếu như ở trên còn muốn tiếp tục. Hứa Thiếu Phong vừa nói tới đây, nghe thấy Vương Chính Tài ho nặng một hồi. Tiếng ho này khiến cho Hứa Thiếu Phong hiểu ra anh ta đang nhắc nhở ông. Lời nói của ông đang đi quá xa. Ông chợt giật mình, trong chốc lát chợt tỉnh ra. Lúc nãy mục đích của ông chính là để lãnh đạo nghe thấy chúng ta đã xử lý một người. Đã có chút oan uổng cho ông ta, chúng ta không nên tạo ra án oan hơn nữa. Không ngờ lại nói đến chỗ nhạy cảm, khó tránh khỏi chút kêu ca. Nếu không phải Vương Chính Tài nhắc nhở, câu tiếp theo ông ấy sẽ nói là nếu muốn tiếp tục xử lý, khéo còn liên quan đến những lãnh đạo cao nhất của cục. Vì thế chúng tôi chỉ còn biết chịu phạt thôi. May mà Vương Chính Tài nhắc nhở, khiến ông ấy lập tức điều chỉnh. Đi sâu vào tìm hiểu điều tra Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn chúng tôi. Chúng tôi thứ nhất chỉ biết tích cực ủng hộ, thứ hai sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi, đồng thời dùng thái độ tích cực tiếp nhận sự thẩm tra của tổ chức. Bài phát biểu của tôi xin được kết thúc ở đây. Hứa Thiếu Phong nói xong thì đưa mắt nhìn Vương Chính Tài một cái, đúng lúc cũng bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của ông ta nhìn ông, cảm giác như có sự cảm kích, tâm đầu ý hợp. Trung Học Văn nói, vừa rồi đồng chí Thiếu Phong cũng thể hiện rõ, như thế là rất tốt. Chúng ta nên phối hợp với tổ điều tra sự cố trên cả mặt tư tưởng và mặt nhận thức. Không những nên có dũng khí thừa nhận trách nhiệm, còn phải có dũng khí tiếp nhận sự thẩm tra của tổ chức, bao gồm cả tôi trong đó. Tiếp sau, ai sẽ phát biểu nhỉ? Minh Hoa phát biểu đi. Tiện thể giới thiệu một chút với chủ nhiệm Mã. Đây là đồng chí Trương Minh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn.
Trương Minh Hoa gật đầu với chủ nhiệm Mã, rồi lại gật gật đầu với Trung học Văn. Sau đó mới nói, kính thưa đồng chí phó thị trưởng Trung học Văn, kính thưa đồng chí chủ nhiệm Mã. Với cương vị phó cục trưởng, trách nhiệm của tôi là quản lý công tác tuyên truyền, truyền thông. Đúng như cục trưởng Hứa lúc nãy đã nói, sau khi sự cố phát sinh, Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn chúng tôi, dưới sự lãnh đạo của thành ủy đã đưa ra những chính sách hiệu quả nhất trong thời gian sớm nhất, cũng đẩy mâu thuẫn xuống mức phạm vi nhỏ nhất. Đương nhiên vấn đề bây giờ không phải là để chúng ta nói phải xử lý những vấn đề còn tồn đọng như thế nào, mà phải cần tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố to lớn này. Cho nên tôi muốn nói cách nhìn của tôi về vấn đề này. Thứ nhất, tôi thấy nguyên nhân trực tiếp của vụ hỏa hoạn này là do ông chủ vụ trường thiếu nhận thức về an toàn mà gây ra. Nhưng còn nguyên nhân sâu xa, ẩn giấu đằng sau, chính là trung tâm nghệ thuật quần chúng vốn dĩ không nên cho thuê văn phòng của mình để làm vũ trường. Trung tâm nghệ thuật quần chúng, danh chính ngôn thuận là vốn đầu tư của chính phủ, nhằm tổ chức một số hoạt động văn hóa có ý nghĩa cho nhân dân. Chúng ta lại cho người khác thuê tầng hầm và đại sảnh là vũ trường. Điều này vốn dĩ đã không đúng rồi. Cho nên Trần Nghệ Lâm chịu phạt là đương nhiên. Chẳng có gì là oan ức cả. Nếu có gì oan ức cũng là tự ông ta chuốc lấy mà thôi. Ở điểm này ý kiến của tôi lúc nào cũng rõ ràng, chưa từng mập mờ bao giờ. Thứ hai, hôm xảy ra sự cố hỏa hoạn, tôi vẫn còn trong thời hạn chịu sự ủy thác toàn quyền của đồng chí Hứa Thiếu Phong, chịu trách nhiệm xử lý công việc của toàn cục, cho nên tất nhiên là tôi có trách nhiệm, không thể nào chối bỏ được. Tuy nhiên trên thực tế, công tác của tôi là quản lý đài phát thanh truyền hình. Công tác về văn hóa là do một đồng chí phó cục trưởng khác đảm nhận. Sau khi ông ấy được điều đi công tác từ năm ngoái, cục vẫn chưa phân công lại. Thực tế vẫn do đồng chí Hứa Thiếu Phong chủ quản. Tôi phụ trách toàn quyền công việc của cục chỉ trong thời gian có 5 ngày. Mặc dù sự cố hỏa hoạn xảy ra vào thời gian đó, nhưng mà băng đá 3 thước không phải giá lạnh ngày 1, ngày 2 mà có được. Những lỗ hổng trong quản lý hàng ngày bắt tôi sửa đổi trong thời gian 5 ngày. Thật không thực thi chút nào. Huống hồ tôi cũng không thể vượt quá chức phận. Nhân lúc anh Hứa không có nhà mà thay đổi những thứ vốn không thuộc quyền quản lý của tôi. Xét theo tình tiết này, tôi xin tiếp nhận sự thẩm tra của tổ chức. Điều đáng nói chính là lúc Trung tâm Nghệ thuật Quần chúng chuẩn bị cho người ngoài thuê đã đề xuất ý kiến với cấp trên rằng làm như thế không được thích hợp cho lắm. Tuy vậy, ý kiến của tôi đã không được coi trọng. Tôi nói thế này hoàn toàn không phải muốn đùn đẩy trách nhiệm, mà quan trọng chỉ muốn thể hiện với lãnh đạo tỉnh, thành phố, thấy đối với vấn đề này, tôi luôn giữ vững nguyên tắc. Trương Minh Hoa nói xong, Mã Trung Tân tiếp lời, băng đá 3 tháng trước, không phải giá lạnh ngày 1 ngày 2. Cô này đã nói trúng điểm yếu, xảy ra hỏa hoạn, rõ ràng là do chốc lát. Nhưng đó hoàn toàn là hậu quả do việc quản lý không nghiêm trong một thời gian dài. Đương nhiên sẽ gây ra kết quả tất yếu như thế. Lúc nãy đồng chí nói, sau khi một vị phó cục trưởng cục bị điều đi, công việc ở Trung tâm Nghệ thuật Quần chúng do đồng chí Hứa Thiếu Phong trực tiếp chủ quản. Đồng chí Hứa Thiếu Phong có phải là như thế không nhỉ? Hứa Thiếu Phong không ngờ được rằng Trương Minh Hoa lại phủi sạch trách nhiệm của hắn, đổ hết tai họa lên đầu anh. Anh đang định đợi hắn nói xong thì lên tiếng phản kích. Không ngờ Mã Trung Tân lại gọi tên anh. Anh chỉ biết nói, tôi chưa từng tuyên bố tôi muốn cai quản Trung tâm Nghệ thuật Quần chúng. Không biết những vị thành viên trong đảng ủy ngồi đây có ai nhớ không? Nếu không ai có thể nhớ ra thì đây hình như là nhiệm vụ mà đồng chí Trương Minh Hoa vừa phân cho tôi. Nói tới đây, ông nghe thấy trong cuộc họp có người cười thầm, liền cố tình nhìn mọi người một cái, sau đó trấn tĩnh lại nói tiếp. Lúc nãy đồng chí Trương Minh Hoa nói đến một vấn đề nữa cũng rất kỳ lạ. Trong 5 ngày đồng chí phụ trách toàn bộ công việc của cục, xảy ra sự cố hỏa hoạn lần này, đây là sự thực 100%. Còn về việc đồng chí có trách nhiệm hay không, phải gánh chịu trách nhiệm như thế nào, cấp trên ắt sẽ suy nghĩ. Đồng chí không nên đùn đẩy trách nhiệm mà nói vấn đề khó khăn trong công tác xử lý công việc của toàn cục là vượt quá chức phận. Tôi thực sự không rõ từ vượt quá chức phận ở đây là ý gì. Liệu có phải anh tận tâm tận lực là vượt quá quyền hạn? Nếu tất cả cán bộ đảng viên chúng ta đều làm việc với thái độ như vậy, thì công tác quản lý làm sao mà không có lỗ hổng được? Còn một điểm nữa, nhà thầu của Trung tâm Nghệ thuật Quần chúng
không phải ý kiến riêng một lãnh đạo nào, mà là của đảng ủy dựa trên đề nghị của đồng chí Trần Nghệ Lâm. Tập thể thảo luận rồi mới đi đến kết luận. Đã là quyết định của tập thể thì cũng nên có dũng khí tập thể chịu trách nhiệm. Không nên cứ xảy ra chuyện gì đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, tẩy rửa mình sạch bong. Hứa Thiếu Phong vừa nói xong, Trương Minh Hoa liền tiếp lời. Tôi xin trình bày rõ một chút, không phải tôi đang đùn đẩy trách nhiệm. Nếu cần tôi chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ gánh vác. Tôi chỉ muốn nói rõ thái độ của cá nhân tôi, chính là trách nhiệm của người nào thì người đó chịu. Sai lầm trong quyết sách của cá nhân, không nên để tập thể đứng ra chịu. Cuối cùng thì ai muốn tẩy rửa bản thân mình, tôi nghĩ mọi người hiểu rõ hơn tôi. Hứa Thiếu Phong đang chuẩn bị muốn nói điều gì thì bị Trung Học Văn ngắt lời. Thôi được rồi. Nhiệm vụ chủ yếu ngày hôm nay của chúng ta là tự điều tra, tự kiểm điểm. Có sự khác biệt, có trách luận đương nhiên không phải là việc gì không tốt. Nhưng nếu mà sự khác biệt trở thành sự đùn đẩy vạch trần nhau thì không tốt. Tôi nghĩ là tốt nhất nên tìm ra nguyên nhân. Từ tự bản thân chúng ta, tìm ra vấn đề còn tồn tại. Xem tiếp theo ai sẽ phát biểu. Phải tận dụng thời gian, tôi hy vọng rằng mọi người nói lên cách nhìn của mình. Hứa Thiếu Phong nghe thấy Trương Minh Hoa nói như thế, khó tránh khỏi nóng mặt, đầu cứ thấy ong ong. Từ lúc anh lên làm chức cục trưởng, luôn nhận được sự tôn trọng của người khác. Chưa từng có một người cấp dưới nào đối với anh như thế. Càng không có việc dùng giọng điệu như thế để nói về anh trước mặt lãnh đạo cấp trên. Ngày hôm nay anh cảm thấy nhục nhã vô cùng. Giờ anh vẫn còn ngồi ở vị trí lãnh đạo mà Trương Minh Hoa đã như thế. Nếu thật sự có một ngày anh bị lật xuống, thật không biết hắn còn nói anh ra như thế nào. Anh vốn dĩ không ngờ được hắn bình thường tỏ vẻ vô cùng hiền hòa, giờ sao lại trở nên như thế này? Lẽ nào thời cơ của hắn đã đến rồi? Hay là có người đằng sau nâng đỡ hắn? Chính trong giờ phút này, Hứa Thiếu Phong mới thực sự thấy Trung Học Văn có chút đáng nghi. Trong các cuộc họp, mỗi khi Trương Minh Hoa nói xong, ông ta đều chặn họng anh lại, không muốn cho anh nói. Lý do là vì sao? Chắc hẳn là ông ta nâng đỡ Trương Minh Hoa. Trong lòng anh bất giác kinh ngạc. Nếu là như thế, nhất định nên thận trọng một chút. Cho dù như thế nào cũng không được bái lại dưới tay của Trương Minh Hoa. Tiếp sau, những thành viên khác trong đảng ủy cũng phát biểu qua loa nhận định của chính mình. Hứa Thiếu Phong đều không nghe lọt tai. Hứa Thiếu Phong chỉ đang nghĩ tối về phải nhờ Lâm Như đi đến nhà Bí thư Uông một chuyến. Chỉ cần bám được vào cây đại thụ này, chắc chắn anh sẽ đấu lại được tên tiểu nhân Trương Minh Hoa này. Cũng chẳng sợ kẻ nào có thể hất cẳng anh. Sau khi tan họp, Hứa Thiếu Phong muốn giữ Trung Học Văn và Mã Trung Tân lại đi ăn cơm. Anh thấy đây là một tín hiệu. Có thể giữ lại ăn cơm thì chứng minh là tổ điều tra sự cố không có chút phản đối nào với anh. Nếu như không giữ lại được, có thể sẽ coi là người có vấn đề. Nghĩ vậy, liền nói với Mã Trung Tân. Chủ nhiệm Mã, các vị vất vả rồi. Tối nay tôi muốn mời các vị ăn cơm một bữa có được không? Mã Trung Tân nói. Không dám làm phiền cục trưởng, lần này đến chúng tôi tự đặt ra một nguyên tắc cho bản thân mình, không tham gia vào sự tiếp đãi của bất cứ đơn vị nào. Nơi ăn trốn ở đều do Ủy ban Nhân dân thành phố sắp đặt. Hy vọng rằng anh có thể hiểu cho. Hứa Thiếu Phong nghe nói như thế, khó tránh khỏi hoang mang. Trung Học Văn cũng gần như là nhận ra điều gì đó, liền cố tình gật đầu với anh. Thôi được rồi, Thiếu Phong, chủ nhiệm Mã đã không thể đi được, đừng làm khó cho ông ấy nữa. Chúng ta ai về nhà nấy.